tháng riêng năm mới đầu xuân là mẹ vào thì mừng tuổi cho con. Anh cả cũng mừng tuổi cho em. À, may mắn, cả nhà may mắn nè. Anh trai đấy nhỉ. Mẹ nuôi. À, anh Nhân là anh trai, anh cả đấy. Ôi, lấy cái gấu mứt nè. Ôi, lôi. Tư là vào thì được cả, nhưng cả gấu mứt các thứ. Tháng linh năm mới rồi nhà con nè má. Làm cái này phiền nhà anh chị lắm nè. Ấy cái cả mứt này mà cái cà bay lệ mẹ anh ơi. Ăn này ăn ông à, ăn lấy anh Nhân nó mà cà bay còn này. Bần lỗ đây này mà. Mang túi bánh ra còn nhét nhét cái cả cái con này cho mình. Mình làm lớn lắm. Cần ban tém một lốp mẹ. Cái lê đó. Lê đầu lộc có tài á, tháng riêng năm mới á, đầu xuân á, đầu năm đầu mùa. Thế chị không vào hả anh? Chị không, đợi con đi. Thế, đợi, đợi con à, đợi con út đi đâu rồi, đi làm gì á? Đi làm trực trường, đi làm rồi đi trực. Thế á? Được đi xì cho con ý, cho em thế này em năm nay được nhiều lộc lắm chứ. Cả nhà cả chị cả em nha năm ở sân năm mới này là đắt lộc đắt tài nhiều lộc nhiều tài á. Lê Văn là khai trương em. Thế. Lúc này em có thời gian và lên cửa khẩu Tân Thanh nha. Lúc nào có thời gian em đi. Hay là mùng 9 ở mùng 9 nhà anh khai trương là em đi. Nha. Mùng 9. Thế là mùng 9 em lên nè. Hai vợ chồng lên. Cả anh Thảo nữa. Chào nè, tháng riêng năm mới nè các bạn nha, cả nhà nè, trên Facebook nè, mọi người có mình khỏe luôn luôn, làm ăn đắt lộc đắt tài nha, làm ăn đắt lộc đắt tài nè cả nhà nè, các bạn nha, các con có nè, các em nè. À, số nhì lục kẹt ta lộ số nhì cũng khai trương nhà mẹ. Nhưng ốc cá khẩu mà lẹo ui chắn sơ để ký à nhưng mẹ ông để ký nhưng ta đang để ký nè. Ta thấy buồn quá. Bọn này đang ngủ buồn quá rồi, đây hai bố con 7 giờ biết rồi. Thế nhà mình đang mấy người nhỉ? Anh Hi. Nhà tất cả bà là 5 người. Ừ, cả bà nữa này, lên tờ này đi viết thôi. Hai người chồng, hai đứa con. Đang một thằng con trai, đưa con gái. Bút được hả? Em đưa con gái làm thông gia, em làm thông gia em. Cố gắng đi, làm thông gia đi. Cố gắng làm thân gia đi nhỉ. Bạn lúc nào cũng còn nhà rồi. Đi cho người khác phí. Hôm qua đây, hôm qua cho Kiều đây, Kiều cái thằng lớn đấy bảo là thế con đi con nhà đứa nào à? Em bảo à. Đỡ thích mình không thích. Đỡ mình thích người ta có chồng cái thứ rồi và thế là gì? Thế là thôi, đứa có chồng là không đừng sờ vào người ta.
đứa nào chưa có chồng thì lấy. Không phải mình dặn mình tự mà là đứa người ta thích mình vậy mình không thích né lắm mà là thấy lấy nhau quá à. Không phải là con cười là năm tám rồi giờ nó trả lời là bé bé về đến nhà mình nuôi khắc lớn sợ gì con à con bé con sợ gần người bé đâu bé người về mình khắc môi khắc lớn để sợ mẹ để sợ mẹ cũng nhà bé bây giờ à, bây giờ già mà bố già bố lộc nuôi rồi khắc lớn ơi lấy cái lọc buổi sáng mẹ cho con nè anh nhân cho em nè là lấy vào trong túi nha để cái lọc giữ anh cầm mận này để tố sen cái lấy với thầy mận này thầy với em quay à tố lại cái tay sen để leo bên ăn tí bên đất cả tí này cái tay này đấy á Vì để mẹ thằng cái tay để mẹ khắp nơi để cái tay xem để lưu mẹ vào. Ờ, còn nắm cái phí phán ra cái tay để xem lâu bắt đầu vào hơn. Chào nè cả nhà nè, tháng riêng năm mới nè chứ. Sơ khẻ may mắn nè, làm ăn đất lộc đất tài nè. Bên đất để cái tay xem để là này á. Hả, để xì gió lòng cái tay. Hóm để tay leo cuối năm người khay. Cuối năm người khay. Ờ cuối năm cười thấy à lẽ bố lộc mình tặng mi sen dùng cả nè ờ sen tân kết mình lúc ai còn mở mình tâm mi không dùng nhà mi cuối năm ờ đó và tôi còn lợn bên nó nuôi pi lúc ai cười thấy chắc chắc là con lợn để bán thì chỗ nào mẹ ơi cái thủ công là tổng thi em ghi tổng thi cái thủ công tổng thi đó tổng thi là thành phố thủ công tổng thi mẹ họ họ gì họ lương này họ hàng hết họ hàng hết à, mẹ có một hàng con rau có một hàng họ hàng hết ấy cứ hơn để non lục ấy lấy non mới non đầy hơn đùng non tôi lướt đắt tưởng chết bố mà là ta thế mà tổ cứng cứng phải à non là chết rồi sẽ anh nhân cầu lộ và lo lát tận ma vơ bừng đắt điếu kiếm thú đang bỏ vào đó mà sớm sớm nhưng mà sớm quá tới 7 giờ bỏ quý 7 giờ ra để đi vào bố lộc mi đen non miu đầu tận là lo hơn để non phục bà bạp đeo lo đắt tổ hùng khí rơi nhưng tờ tận bạn đeo tớ thế mà tôi cho tôi tắt đặt cái bình chai lên thì bên nó vơ lớn nó vơ nó lướt đắc bên đi phải lên tầng văn cháy đi là mới để cái máy chuông đi nhạc chuông thì đấy chính một tấn 9 năm này hôm nọ ra ngoài đường Vương để diễn văn nghệ phải không em diễn đấu em đi chợ sắm của đồ tiếp. Thế hôm mình anh nhìn thấy trên màn hình cái sao mà anh? Ôi. Ở hôm đó này và cái gì ngày gì? Thế anh xem tivi á? Thế em ngồi một tí thôi. Ở đội đấy. Không phải. Ở đường Hùng Vương mà nó không phải. Đường Hùng Vương ở đầu cầu đấy. Thế là chắc họ phát lên. Phát mà máy phát mà. Em đi sắm Tết đấy, 4 giờ chiều em nắm ra. Ra thì mua một cái tĩnh đàn rồi chợ đêm đấy, mua các thứ hương, các thứ tối rồi mở đèn xe ở chợ đêm rồi. Thế sang rồi Hùng Vương thấy các bác ở trong làng này. Thấy này đứng đấy và thấy bác. Thế các bác bây giờ đứng đây làm gì và tìm mình lại xem văn con văn nghệ đi nữa người ta. Lữ hồi Hà Đào nhìn xem một tí ừ là em mà ồ thế bảo đi sắm đồ Tết mà đi đầu xuống xuống chợ tỉnh ăn một vần bát cháo 9 giờ em về nhầm mà em khắc về bọn các ông trong làng này các bác chưa về em về hay mà ô đi cả ngày mệt về tắm rửa ngủ thì em sạch để tắm đi.
tay cái kéo để mà tay lên. Tay này bây giờ kéo lên 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 kéo phủ cánh chạy số nhà là hai số nhà không hai không hai hiểu được anh nhiên là thứ mấy nhỉ? Anh nhiên á? Nhất. Anh cái thứ tính chị đó là ba. Ba là thứ hai. À, chị là chị lấy chồng ở trong làng đây là nhất. Còn một anh á? Một anh cao chị Nam thì cao hơn anh mà. Thứ hai nhỉ? Thứ ba. Ba. Chị thứ mấy? Bà là thứ ba thứ mấy nhỉ? Thứ ba. Anh nhân mừng thứ ba. Chị thứ hai. Linh là thứ mấy? Linh thứ tư là thứ ba. Khám cho cái mẹ ôm. Thì là thứ năm. Quý thứ tư rồi. Hả? Thứ tư, bốn người mà. Ba đó. Ba con vịt. Linh là thứ ba. Ba con vịt. Ba con vịt. Một thằng sư tử. Cục vàng. Một thằng cục vàng. Cố được cái cục vàng đấy. Năm này cao hơn bà cậy. Cao bằng bố ở đây nha. Sang nhà bên đây là
ไปเป็นหมอหาตัวเป็นขาดกันไข่เป็นตีนาตู้เต๋อมาดุกเกลือมองตามาท่าเธอไปเบื้องดุกเกลือเกลือไปบ้านาจิงเงือกเธอแต่เอาได้ลุกขึ้นเตี๊บไก่ได้ลามขึ้นเตี๊บอันเตี๊บโลฟ้าปุ่งจ่าดันดุกหลังไข่ตึงหน้าที่หน้าที่กันโลนะ
đang cầm tề phà lầu kim cương lúc là nào kim thả làm lầu tơ đầm con lót lòng ta minh a ba mình còn minh chô minh ba mi bộ cò còn mi bộ bay minh tài ca cất đang tài minh tài ấn nhã tài an nhã pháp văn chẳng khơi mi đố cần tìm tài làm cần kê phá ba tịch đô pháp ẩu mày tịch đô thầy ẩu đắc sai cân tay lòng đầy say cân phải lòng lạc thở nhằng này lòng tay thở nhằng sinh thở nhằng sinh phạt tay tải tàng đầy đầu thầy lùng tay tai lô tai lô tay tế lô chinh trang tai na tay xì tàng tiểu tàng chinh bì văn na tay đắt lê đà đà bàng đắt lê kinh nằm tế đà đà bàng bài mai văn văn sơi khắc lê bàn bê chinh dơ ta mơ
thân na tham vị nhà thầy mở trăm thầy phẩu bài xin đầu sĩ ca thầy phụ và thầy chữ cam tô vì hồng sen thầy phụ cao cử lý cả thầy phụ thấu thơ văn và giá văn còn là tăng pháp ba tăng thầy tăng sẽ là giá văn quan phần từ xét thư thả nhận thư xét mà cháu thư chào thầy chào học thư bay mừng chào thư bay bà ná lục thư mi lê mi bàng mở này xây lê phù vương bàn mở này có đá nà mở này mà tiền bàng sự phóc sổ xin mở thân mở thầy phụ vương dập dâm thầy kế từng trường thầy kế vượt vượt
một bàn tay kia bờ đầm mừng rồng cô rồi anh bữa này long quốc bà là sùi mình xin tất cả long say tụ này lùng đèo xin ngươi thầy to thái cờ pháp cớ lục sự lục thầy à chỉnh chữ khá à hùng à cha chỉnh xin có pháp lục thái lục sự lục mò à ta to cái mơ thổ con thổ tí giữa trời giấc có mình là son mơ thứ hai ơi là xà là mơ tình bạc ra ra tình chưa ra gần hết lưỡi lục ngàn là hiền tình bậc giáng là tính tổ ca mà dày ở tam pháp tầng thay lục tiết ra lục thay lục tiến chỗ mà đây là chỉ mà đưa lỡ cốc xô lì đi đâu có phát ngày ngày ưa chẳng bị chân phải chẳng trai chẳng bờ mà khâu tị kính hai tàng kinh lâu lâu nay lứa khai to khai chạy sao băng chai hà nội bên anh nhang người à mà trăm thứ sẹt thứ thá thứ sẹt có quán thứ tha dù có cố khai loạn trăm thứ sẹt tí thông chuẩn phân phẹt thứ đã đi đặt ta cái quật đầu sân nào mời đầu nằm đặt ta có cả mà xây những cổ này mà đeo mà kinh phụ ăn nón tàng phụ hồ cái mà mì đừng à học mình à mì tê mà chỉ long làm say bay long đây say tận phải phá bờ su mà nỗ thầy giờ su mà thùng mà thưa ba thưa thần lai khai mơ khai to khai mơ là lục ba thùng a khai to khai mơ lục thùng lời thưa bờ khai to khai số nhà lô công hai lô tây mơ thố phong thố tì lô công thố tì a tổng thì mình là số a tình phú là a sự văn cò na chỉnh người hà ngã văn đại cò na tam đặng tam số hà bẹt miêu lên tôi lên cổ lục văn hùng phỉ văn quan dù khải nhi đang đi sâu a chỉnh người hà thích nhị pi lên tôi văn cò nó lục văn na diệu mà lục văn diệu khẩu lục lưu tờ tam lục lưu là tờ đồng chỉnh người khải to cây nhắc ba mưa mì ốc thọc bì mi a văn quan hùng phỉ tam đàng tam tô bè tích hốc bì lên kê lên tôi lên cô tình ngỡ theo lì a lục tờ tan theo lì lục bao a chạy tơ đắm văn ba ba nói ca nào cấn đô này sao âu bị hà cấn tăng chạy hà đô chừng âu lại bị lấy xuống lại cắn văn a chinh a hùng a hàm cha hà cô văn a chinh a phong tiên pa thô bao khăn mơ đầm kế đầm sáu đầm lắng ngũ mế lỗ văn quan bà tố tiền tôi đang chỉ cho thầy thăm nó tôi cứ cả ba cả bà bán tài được tôi bỏ bán ngon thôi anh bản thân luôn cứ đi anh thăm thì đang tôi thầy thăm thầy bán tôi thầy thăm tôi để nhà biết rồi bán ừ tại bên ngoài bên nữ văn có mày lê rằng tại bên ngoài có mày đây á bên hôm ấy thì vá đây bên bên hôm đấy có món ăn tạ có ai vàng bên bên hôm mới tôi nhỉ thì mà tẻ thì leo luôn cho bên nữ cắn trên ép và cân hậu ở trên ngáng mình yên nhưng khẩn khai to cái nhằng mà bao tin bảo thổ bao khẩn cao mi ban tưởng tưởng cao có nghe nà bé mơ tơ ca cao công tổ ca mà xây tu này mà lèo bọc chỗ mi thay cho chẳng ti bên phải vái co chẳng cài bên bờ xong bọt xong ba xong phạt kinh ngai xong tay kinh đầu nạ cái ớ mi lê hùng lơ ca cổ chẳng cài mi kinh mi xong thật tàng cho mi lê khẩu tha mi bàng khẩu nà mi lê đầy nai vỡ mơ này mi bàng đầy sinh lô cần dù tú thể mi bàng lô cần dù tớ lòng mi lê kinh mà đà lê dù bọc bàn mà bàn sinh linh mà thân bọc bàn tay kê chính một đầu sân đã mời đầu năm đầu
đầu tháng. Đầu này lâu đầu tháng đầu năm mà chính mi lâu cầu lộc lúa chính đa lê thần cầu sai thì cầu lộc cầu tài làm ăn muốn bạc đặt đặt tài. Lúc mà bay câu bay mơ tu hơn vần vần khai chớ đặt chớ khai hàng đa tháng tuần bạc đặt lộc đặt tài lô đi đặt lộc đầy lộc đặt tài đầy tài. Quan các cháu chính mà đã lê đã vào lê thăm xanh quan thăm lê vì tình mê mũ ba đê chính hồng cha vì tình mê cha mông mù áo ngô sô cà nà mơ này mà đã lê cọc mà đã pha cọc sô đã lê cân hê mạng cân mê mũ đã lê cân nà cân mê chính lá vàng mê mũ mi lê ra chính cha cùng mi bằng mẹ ơi quay ông sử ha ra ông sử cấu ông sử ha ra ông mưa à, anh nhân được cả bừng nó đấy mưa bừng non nó luôn cái con non được cả bừng. Ồ, anh nhân đây cái áo nào mình lấy về bảo thì đấy anh biết được kìa. Năm nào cũng mùng 4. Không xem không gì cái tự bảo em sắp hai vợ chồng sắp lễ làm tháng riêng năm mới là lễ cầu lộc cầu tài. Giải hạn cả gia đình. Giải nhà gia đình mình mát mẻ. Cái anh làm nhà em là năm nào cũng mùng 4 xuống vào làm 8 năm rồi. Chào na cả nhà nha, các bạn nha, trên Facebook na, tháng riêng năm mới na, chào các em chị gia đình mọi người mình khẽ na luôn luôn na, mơ ước gì đây, mơ ước gì được đấy na, làm ăn đắt độc đắt tài na, ông hẹn vị thể cá là thăng can thăng chức, ông buôn bàn na. Cùng danh sự nghiệp bán